Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nấu thịt kho tàu ngon mà mình học được từ cô mình đó. Thì để làm món này, ở đây mình sử dụng 1kg thịt ba gọi nè, thịt ba rọi hay còn gọi là thịt ba chỉ đó. Thì cái loại thịt này nó vừa có nạc có mỡ, mình kho nó sẽ mềm ngon hơn và ăn nó không có bị ngán nữa. Thì ngoài ra đó, các bạn có thể sử dụng cái thịt đùi cũng được nha. Phần thịt này á, mình đã cắt miếng vừa ăn hết nè các bạn. Và mình đã bóp với nước muối, rồi mình rửa sạch lại rồi. Và mình cũng để gáo rồi nè các bạn. Tiếp theo đến phần gia vị á, thì mình sử dụng ở đây là 3 muỗng canh nước mắm. Nếu mới nấu lần đầu đó, thì các bạn sử dụng ít nước mắm thôi. Để sau mình sẽ nêm lại thêm nha. Rồi tiếp theo là đường phèn. Đường phèn thì mình sử dụng 2 muỗng vuông. Thì không có nước dừa tươi á, các bạn nên sử dụng đường phèn để cho món thịt kho mình được ngon hơn nha. Nếu không có thì các bạn có thể sử dụng đường cát vẫn được. Đây là nửa muỗng canh bột ngọt. Nếu không ăn được bột ngọt á, thì các bạn có thể thay bằng bột nêm. Và đây là muối. Muối thì mình sử dụng 1 muỗng canh. Tiếp theo là nước màu nè các bạn. Nước màu ở đây mình không dùng nước dừa cho nên mình dùng là nửa muỗng canh. Còn các bạn mà dùng nước dừa đó thì các bạn giảm cái phần nước màu này lại. Và nước màu này đậm nhạt thì tùy theo mình thôi. Và mình dùng ở đây một trái chanh. Chanh thì các bạn dùng trái hơi nhỏ nhỏ như vậy nè. Còn nếu các bạn dùng trái to đó thì các bạn sử dụng hơn nửa trái là được. Tiếp tục là ớt. Ớt mình đã bỏ hạt hết nè các bạn. Thì mình sử dụng là khoảng 3 trái đó. Mình dùng đây là vài tép tỏi và một ít hành tím. Thì ngoài những nguyên liệu này đó, các bạn thích ăn trứng thì các bạn sử dụng thêm một ít trứng nữa nha. Và bây giờ thì mình sẽ đi trụng thịt qua nước sôi. Nồi nước đã sôi nè các bạn, nãy mình dùng là 1 lít nước á. Thì mình sẽ vắt chanh mình cho vào. Đây là nửa trái chanh nè. Chanh nãy một trái đó mình cho vào đây trước nửa trái. Còn nửa trái mình để là ướp thịt. Rồi mình cho thêm một muỗng muối nữa. Mình cho chanh muối vào nước sôi để mình trụng thịt đó các bạn. Sẽ giúp cho cái phần thịt mình đó, nó thơm hơn, nó không có bị hôi. Và khi mình kho thịt lên đó, cái nước thịt và cái phần mỡ da của mình nó được trong hơn nữa. Mình cho thịt vào mình chần với nước sôi có chanh và muối đó, thì mình chần sơ qua khoảng 2 phút thôi nha. Thịt này mình đã cho vào mình trụng được 2 phút rồi nè các bạn. Đó, nó vừa săn lại là được nè. Các bạn không cần cái nước nó sôi trở lại nha. Giờ mình sẽ vớt ra. Thịt đã trụng xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị gia vị để mình ướp thịt. Ở đây mình dùng đường phèn cho nên mình xin giã nhuyễn nó ra để mình ướp thịt nó nhanh ngấm hơn á. Mình sẽ cho hành tỏi ớt vào đâm chung với đường luôn. Mình cho vào để mình đâm chung đó thì nó nhanh mà nó đỡ có bị văng ra nữa. Tỏi ớt đường mình đã đâm nhuyễn ra hết nè các bạn. Đó rất là nhanh và tiện luôn nè. Đó bây giờ thì mình sẽ đi ướp thịt được rồi. Mình vắt chanh vào hành tỏi ớt và đường này luôn nè. Để cho nó lỏng ra mình dễ bỏ vào phần thịt đó. Tiếp đến là nước mắm nè. Nước mắm thì mình sẽ lường thử cho các bạn xem nha. 1 muỗng, 2 muỗng và 3 muỗng nè các bạn. Đây là muối. Muối thì mình sẽ sử dụng khoảng 1 muỗng á.
Thì nếu sử dụng hạt nêm thì các bạn giảm muối này lại. Rồi đây là bột ngọt nè. Bột ngọt thì mình dùng nửa muỗng canh nè. Và cuối cùng là nước màu nè các bạn. Thì nếu các bạn dùng nước dừa đó thì các bạn giảm lượng nước màu này lại giúp mình nha. Phần thịt đã ướp với gia vị xong thì mình sẽ để cho thịt của mình nó ngấm với gia vị khoảng 1 tiếng. Thì sau 1 tiếng thì mình sẽ quay lại nha. Trong khi thịt ướp gần được á thì mình sẽ đi bắt cái nồi nước để mình kho thịt. Ở đây mình sử dụng là 1 lít rưỡi nước lọc. Mình canh nhá, mình bắt nồi nước lên sẵn nè, để lát phần thịt nó ướp nó thấm á thì mình kho nó nhanh hơn. Giờ mình bật bếp lên mình nấu nước sôi nha. Giờ thì phần thịt mình ướp được 1 tiếng rồi thì nước nó cũng đã sôi lên nè, mình sẽ cho thịt vào để mình kho luôn. Cho thịt vào xong nè, mình dùng đũa mình đảo cho thịt nó ngập xuống mặt nước hết. Thì lúc này nè các bạn canh cho thịt nó sôi trở lại á thì mình sẽ hớt bột nha. Giờ thì cái nồi thịt mình nó sôi trở lại nè, thì mình sẽ hớt bọt, mình hớt hết cái phần bọt này luôn để cho nồi thịt mình kho nước nó được trong và nó được thơm hơn đó các bạn. Hớt bọt xong rồi nè, nếu các bạn nào mà có ăn trứng đó thì các bạn cho trứng vào lúc này luôn. Rồi thịt lúc này đã hớt hết bọt nè và mình cũng đã cho trứng vào rồi thì mình sẽ đậy lá mít lại. Ở đây nhà mình có trồng mít đó, mình có lá mít thì mình đậy lá mít. Còn các bạn mà không có lá mít đó thì các bạn dùng lá chuối hoặc là cái giấy sạch cũng được, giống như giấy tập á. Thì đậy lá các bạn sẽ giúp cho cái phần nước thịt nó được trong hơn và thịt nó cũng nhanh mềm nữa. Đậy lá xong rồi thì bây giờ mình sẽ để nồi thịt ở đây, mình kho hơi guiu guiu á. Mình để khoảng là nửa tiếng nữa thì mình sẽ quay lại. Nồi thịt này mình kho được nửa tiếng rồi nè các bạn. Đến lúc này á, thì các bạn nêm nếm lại nha. Thì các bạn nào mà mới làm lần đầu đó thì mình dùng nước mắm ít thôi. Cái lúc ướp mình dùng ít thôi, rồi lúc này là mình nêm nếm lại, có gì thì mình cho thêm. Nếm thử thì mình thấy phần thịt mình như vậy cũng vừa đó, mình không cho thêm gia vị gì hết. Thì lúc nãy đó các bạn, mình cho cái hành tỏi ớt vào nó nhiều nè, cho nên cái nước nó nhiều lợn cợn lắm á. Thì nếu các bạn nào mà mình muốn cái nồi thịt của mình á, nước nó được trong, nó đẹp hơn á, thì mình vớt bỏ cái xác tỏi ớt và hành này nha. Đây mình sẽ dùng cái vợt nè, rồi mình múc cái xác tỏi ớt mình đó, mình cho vào. Ớt này mình bỏ bớt cũng khá là nhiều nè các bạn. Mình vớt bỏ cái xác tỏi ớt bớt rồi đó. Thì giờ mình sẽ đậy lá mít hơi kín lại. Rồi mình sẽ nấu tiếp. Thì mình sẽ nấu tiếp khoảng 1 tiếng nữa nha. Là tổng thời gian mình kho thịt là 1 tiếng rưỡi đó. Đây là cái nồi thịt mình kho được 1 tiếng rưỡi rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ gấp ra mình xem thử nè. Đó, mình thấy cái nước thịt đó, nó sắc xuống như vậy là được rồi nè. Mình sẽ xơm thử nè, mình thấy thịt của mình nó mềm. Vậy là được rồi đó các bạn. Màu thịt thì rất là ngon và đẹp mắt nè các bạn.
Rồi thịt mình để nó nguội bớt nè, cái màu nó đậm lại nè. Mình thì thích cái màu đậm như vậy thôi. Các bạn nào thích màu nhạt á thì cho nước màu ít một chút. Mình vẽ thử cho các bạn xem nè. Cái miếng nó mỡ nó không có bị bở, nó mềm lắm nhưng mà nó không có bị bở nha các bạn. Nó nhìn rất là ngon luôn nè. Mình kho nó mềm như vậy là được nè các bạn. Tại vì mình ăn mình còn hâm tới hâm lui nữa đó. Nhìn màu rất là đẹp nè. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Thịt ăn vào mềm ngon, vừa ăn, ăn rất là thích các bạn. Thịt này mình kho xong á các bạn, mình hâm đi hâm lại mình ăn khoảng 4-5 ngày. Nó mềm ngon nhưng mà thịt không có bị bở hay nát gì hết á, nó vẫn còn nguyên miếng như vậy nè. Thì các bạn hãy làm thử để thưởng thức nha. Vậy là cái món thịt kho tàu của mình đã xong rồi. Thì mình mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi được những video mới nhất. Giờ mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.